Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Channel và mình là Lê Duyên. Như các bạn cũng biết thì cảm biến vân tay đã không còn xa lạ với bất cứ ai trên thị trường di động, cũng như đánh dấu sự áp đặt phát triển của Apple để trở thành một tính năng phải có cho smartphone hiện nay. Cảm biến vân tay trên di động đã xuất hiện từ rất là lâu, nhưng phải đến Apple mang nó vào mẫu iPhone 5S thì nó mới được thực sự tỏa sáng. Dấu ấn tạo ra xu hướng của Apple với cảm biến vân tay trên di động là không cần phải bàn cãi nữa. Và có vẻ như công ty của CEO Tim Cook đang tiếp tục thể hiện sự dẫn đầu xu hướng một lần nữa. Nhưng cảm biến vân tay sẽ không còn đồng hành nữa, mà sẽ được thay thế bằng cảm biến nhận diện gương mặt Face ID. Face ID xuất hiện lần đầu tiên trên điện thoại của Apple khi mẫu iPhone 10 ra mắt. Với Face ID, công ty đã chứng minh rằng điện thoại di động thế hệ tiếp theo sẽ cần một phương thức bảo mật mới, chính xác hơn, tiện dụng hơn, và thay vì sự lằng nhằng trong cách vận hành cảm biến vân tay như hiện tại. Và Apple hy vọng cảm biến gương mặt Face ID sẽ đón đầu và áp đặt xu hướng đó. Và có vẻ như thông tin này đang dần trở thành sự thật khi mà cả người dự đoán chính xác nhất về Apple như là Minji Kuo của KGI cũng có chung nhận định trên. Ông cho biết công ty công nghệ Mỹ sẽ sớm bỏ Touch ID trên các mẫu iPhone mới bắt đầu từ năm 2018. Để thay thế Touch ID, Apple sẽ đưa vào Camera True Depth và Face ID để mở khóa giống như trên iPhone 10. Tính năng bảo mật này sẽ được đánh giá là an toàn hơn nhiều so với bảo mật bằng dấu vân tay nhờ vào khả năng nhận dạng chính xác và không thể bị làm giả. Tại buổi lễ ra mắt, Apple cũng cho biết cảm biến gương mặt của họ hoàn toàn đủ khả năng đánh bại những phương thức làm giả khuôn mặt tối tân nhất. Thậm chí kể cả đó là các chuyên gia đến từ Hollywood, những bậc thầy về tạo hình gương mặt bằng vật liệu dẻo. Face ID sẽ là một công cụ tuyệt vời trong việc xác nhận danh tính cũng như các phương thức thanh toán, bao gồm cả dịch vụ Apple Pay. Việc khai tử Touch ID trên iPhone và thay thế bằng Face ID có thể là một nước cờ dễ hiểu của Apple, thậm chí là một xu hướng có lợi. Bởi để có được sự đơn giản tối đa trong thiết kế của sản phẩm thì nhiều nhà sản xuất, bao gồm cả Apple, đang cố gắng làm chìm các linh kiện thiết yếu xuống dưới bề mặt tràng hình, trong đó đặc biệt là cảm biến vân tay Touch ID. Tuy nhiên, những giới hạn về công nghệ hiện tại đã chưa thể biến nó thành sự thật. Bằng chứng là dù đã được ra mắt gần 2 năm nhưng cảm biến vân tay siêu âm của Qualcomm vẫn chưa thể hoàn thiện trong vòng ít nhất 1 năm nữa. Do đó, việc bỏ qua Touch ID và đi tiên phong bằng Face ID sẽ giúp Apple tiếp tục được mang danh là kẻ sáng tạo ra xu hướng, thay vì tiếp tục tiêu tốn thời gian cố đắm ăn xôi vào một công nghệ nhận dạng thế hệ cũ như cảm biến vân tay. Và vô tình, đó lại là một chiêu thức marketing có lợi. Vừa rồi là thông tin mà Lê Dương cũng như là D-Channel mang đến lại cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. À, sẵn cho 5 giây quảng cáo đó là các bạn hãy like và subscribe nếu như thấy thông tin này thú vị nha. Còn bây giờ thì xin chào.